Hôm nay tôi vào bếp để làm món bánh bông lan, hay còn gọi là bánh gato, một cái bánh rất là cơ bản của những người mới học làm bánh. Nguyên vật liệu chuẩn bị gồm có bột mì đa năng 100g, đường xay 120g, trứng 4 quả, chanh 1 miếng 1/8 quả, sữa tươi không đường 60ml, dầu ăn 20ml, vanilla dạng nước, cái này có cả bột nữa. Ngoài ra các bạn còn chuẩn bị thêm những cái chậu nhỏ như này để chúng ta tách lòng trứng. Nguyên vật liệu tôi đã chuẩn bị xong. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm nhé. Việc đầu tiên, tách lòng trứng. Lưu ý khi các bạn tách lòng đỏ trứng với lòng trắng không để được lẫn lộn vào nhau. Nếu mà lòng trắng và lòng đỏ lẫn vào nhau là khi các bạn đánh thì không bao giờ cái phần lòng trắng nó bong lên được. Chúng ta tách lòng này phải rất là cẩn thận. Tôi đã tách 4 quả trứng lòng đỏ riêng, lòng trắng riêng. Bây giờ chúng ta sẽ làm phần lòng đỏ trước các bạn nhé. Chúng ta cho sữa vào này. Sữa tươi không đường. Đường 120g thì các bạn cho một nửa thôi nhé. Không phải là đong đo chính xác đâu nhé. Chúng ta cần 120g cho cả lòng trắng lòng đỏ. Bây giờ chúng ta đánh lòng đỏ thì cần một nửa lòng trà, cái phần đường xay thôi. Nếu các bạn không có đường xay này thì thay bằng đường trắng khác bình thường. Các bạn để ý nhé, lòng đỏ. Bây giờ là tôi mới đánh nó chưa chuyển màu nhé, nó đang còn màu vàng nguyên nhé. Rồi phải để ý để chúng ta đánh trứng cho nó. Làm bánh thì nó chỉ khó nhất khâu đánh trứng và để cái nhiệt độ nó thôi. Bây giờ các bạn nhìn này, cái lòng đỏ nó đã chuyển sang cái màu này. Các bạn cho dầu ăn vào nhé. Chúng ta để ra trong đây. Bây giờ chúng ta sẽ đánh sang phần lòng trắng. Nếu các bạn không có máy đánh trứng, các bạn dùng cái này rửa thật sạch đi, lau khô thì các bạn sẽ đánh lòng trắng. Còn nếu bạn nào có máy đánh trứng rồi thì thôi, không nói làm gì. Bây giờ tôi đánh nấc nhỏ nhất nhé. Các bạn nhìn cái phần lòng trắng nó đã nổi bọt to lên như thế này. Và các bạn dừng lại, cho nốt cái phần đường còn lại. Bây giờ tôi tăng tốc các bạn nhé, tôi tăng tốc đến cái số ở giữa. Tôi dừng lại để vắt chanh các bạn. Một miếng chanh nhỏ như này, nếu mà vắt ra thì nó khoảng 1/4 thìa cà phê nước cốt chanh. Bây giờ chúng ta đánh tốc độ lớn nhất nhé. Tôi dừng máy để cho một tí muối như này vào các bạn này.
Tôi thử bột các bạn nhé. Như này là gần được rồi, một chút xíu thôi. Các bạn nhìn trong cái chậu này, các bạn thấy cái vân đánh ở đây, cái vân này, cái vân khi mình đánh trứng nó to này. Đây, cái chóp này đứng như này. Cái chóp này nó đứng như này là được rồi các bạn này. Khi các bạn nghiêng chậu này là cái này nó không chảy ra nữa là ok rồi nhá. Đó, các bạn lưu ý nhá. Cái phần chóp này nó cứng như này này. Nó không bị ngã gục xuống lúc tôi đưa lên. Cái phần lòng trắng của chúng ta đã được rồi. Tôi múc cái phần lòng trắng sang bên lòng đỏ. Khoảng 1 phần 3. Đánh nhẹ tay theo một chiều các bạn nhé. Giờ tôi đổ, lại đổ ngược lại sang bên phần lòng trắng. Lòng đỏ đổ sang bên lòng trắng. Đây là vanilla nước. Tôi cho 1 phần 4 thìa cà phê. Các bạn không có vanilla này thì cái nước thì các bạn chuẩn bị bột nhé. Để trộn lòng trắng và lòng đỏ như này các bạn rất là nhẹ tay này. Cũng đánh theo một chiều thôi. Từ dưới hớt lên. Từ dưới đánh lên như này. Đó. Bây giờ nó đã đều rồi. Chúng ta cho bột nhé. Các bạn phải dây bột. Chỗ bột này một lạng thì các bạn chia ra là 4 lần cho vào đây nhé. Lại đổ tiếp vào dây thay tiếp. Các bạn tiếp tục đảo đều từ dưới từ lên nhé. Tại sao chúng ta phải làm thế? Nếu các bạn quấy nhanh tay mà mạnh quá, không đảo từ dưới lên mà mạnh tay là nó vỡ hết cái bọt khí. Khi các bạn cho vào lò nướng bánh sẽ không nở. Bột pizza đã đều. Các bạn chuẩn bị khuôn để cho vào lò nướng nhé. Tôi đã cắt một miếng giấy nến đặt vào dưới đáy khuôn. Trước khi đặt vào lò nướng, các bạn phải giơ cao cái bột này lên nhé, rồi đặt mạnh xuống mặt bàn này. Trước khi nướng, các bạn lấy khay nướng đổ nước đã đun sôi để vào đây nhé. Một điều các bạn cần lưu ý nữa là trước khi đưa khuôn bánh này vào lò, các bạn phải bật lò trước 10 phút ở nhiệt độ cao nhất. Khi đặt bánh vào lò rồi chúng ta mới điều chỉnh nhiệt độ sau. Bây giờ tôi đặt bánh vào lò nhé. Đặt nhiệt độ lò 350 độ. Đặt lửa trên lửa dưới, tập thời gian khoảng 40 phút các bạn nhé. Tùy theo cái lò của các bạn, rồi cái khuôn các bạn cho bột vào nữa, cao, thấp, nhỏ, bé như
Bây giờ chúng ta cứ đặt 40 phút. Thấy bánh chín vàng rồi là được. Trong khi nướng bánh, các bạn không được mở lò. Nếu các bạn mở lò ra để xem bánh là bánh sẽ xẹp không nở được. Vì vậy, các bạn phải lưu ý nhé. Bây giờ chúng ta phải chờ đợi thôi. Các bạn nhìn thấy bánh của chúng ta hiện nở rất là cao. Màu cũng gần được rồi. Khi nó vàng đều ở phía dưới, sát cái phần chỗ thép khuôn thì được. Phần màu ở trên thì được đó. Mà các bạn có nhìn thấy không? Ở giữa vẫn còn lõm một chút. Đó, các bạn nhìn thấy còn lõm không? Cái này đang hơi lõm một chút. Bánh của chúng ta đã được rồi các bạn ạ. Thời gian như thế là 45 phút. Lúc đầu là tôi đặt 40 phút. Nhưng qua thực tế thấy 40 phút bánh còn chưa vàng đều đẹp. Tôi thêm 5 phút nữa. Vì vậy cái bánh này là 45 phút các bạn nhé. Thực ra là khi nướng cái bánh này nó phụ thuộc vào cái công suất và cái thể tích của lò và cái khuôn bánh của các bạn nữa. Vì vậy các bạn cứ đặt từ 40 đến 45 phút. Trong quá trình từ 40 đến 45 phút là các bạn phải xem chừng thường xuyên. Thế thấy màu vàng lên đẹp rồi và cái độ nở đều từ trong ra ngoài. Nếu ở phía giữa cái bánh ấy mà còn hơi lõm, tức là thời gian vẫn chưa đủ, hoặc là có thể các bạn đánh trứng chưa đạt yêu cầu, màu đã đẹp rồi mà vẫn thấy lõm cái phần giữa cái bánh ấy, trung tâm của cái bánh ấy, như thế là phần bột đánh chưa được. Còn khi nó đã nở màu đẹp và nở đều như thế là rất là được. Bánh của chúng ta đã được. Mở lò từ từ các bạn nhé. Mở thật từ từ thôi. Bánh chúng ta đã được rồi các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy chiếc bánh nở rất đẹp và màu cũng rất đẹp rồi đấy. Các bạn nhìn cái bánh rất là xốp, rất là ngon. Các bạn cố gắng làm theo đúng công thức và cách tôi hướng dẫn nhé. Chúc các bạn thành công trong món ăn này. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký để nhận được nhiều video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.